Gordon. Flossie. Đây là bản tin VOA Express của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, 8 giờ tối ngày 22 tháng 5 giờ thủ đô Washington, tức 7 giờ sáng Việt Nam ngày 23 tháng 5. Trà My kính chào quý vị. Các tổ chức nhân quyền quốc tế yêu cầu Việt Nam phóng thích các nhà hoạt động công giáo. Việt Nam bắt các blogger phổ biến tuyên ngôn quốc tế nhân quyền. Philippines tăng cường quân sự bảo vệ lãnh hải ở Biển Đông. Và nhiều tin khác nữa, mời quý vị theo dõi chi tiết. Bốn tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế gửi thư cho giới lãnh đạo Việt Nam đề nghị trả tự do cho các nhà hoạt động công giáo trẻ trước phiên xử phúc thẩm ngày 23 tháng 5. Phiên xét kháng cáo của 8 trong số 14 thanh niên công giáo bị tuyên án lên tới 13 năm tù giam hồi đầu năm nay về tội danh hoạt động nhằm lật đổ chính quyền diễn ra tại trụ sở Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An sau nhiều lần trì hoãn. Các tổ chức phi chính phủ gồm Article 19, EFF, Media Legal Defense Initiative và Frontline Defenders bày tỏ quan ngại sâu sắc trước phiên tòa của các nhà hoạt động, bao gồm Hồ Đức Hòa, Paulus Lê Sơn, Nguyễn Văn Duyệt, Hồ Văn Oanh, Nguyễn Đình Cương, Nguyễn Xuân Anh, Thái Văn Dung và Trần Minh Nhật. Trong thư gửi Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề ngày 22 tháng 5, bốn tổ chức vừa kể nêu nghi vấn về tính chính danh của phiên tòa sắp tới và lên án tình trạng các bị can bị ngược đãi kể từ khi bị bắt giữ. Thư nêu rõ là các bản án Hà Nội dành cho 14 nhà hoạt động xem chừng là một phần trong xu hướng đàn áp đang tiếp diễn và đáng quan ngại của nhà cầm quyền Việt Nam đối với các công dân thực thi quyền tự do ngôn luận. Bốn NGO này cùng với hàng chục tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế khác từng nhiều lần lên tiếng gửi thư ngỏ cho giới lãnh đạo Việt Nam về vụ án của các nhà hoạt động công giáo. Tuy nhiên Hà Nội không một lần hồi đáp. Luật sư Nanny Jensen, cố vấn luật cao cấp của tổ chức Media Legal Defense Initiative, nói với VOA Việt ngữ. Thật đáng buồn là chính phủ Việt Nam chưa chính thức hồi đáp kêu gọi của chúng tôi về các bản án này. Chúng tôi thấy rất cần thiết để tiếp tục nêu vấn đề, cũng là để đảm bảo là Hà Nội hiểu rằng các trường hợp này đang bị cộng đồng quốc tế theo dõi và lưu tâm. Rằng quốc tế xem đây là một vấn đề hết sức nghiêm trọng và mong muốn nhà cầm quyền Việt Nam phải có biện pháp sửa chữa. Bà Jensen cũng cho biết thêm rằng nếu Hà Nội tiếp tục phớt lờ sự quan tâm của quốc tế, Media Legal Defense Initiative sẽ cùng với các tổ chức bảo vệ nhân quyền khác chắc chắn có những bước kế tiếp để bảo vệ những nhà cổ súy dân chủ, nhân quyền tại Việt Nam. Có nhiều cơ quan khác trong Liên Hiệp Quốc để có thể nêu lên các trường hợp vi phạm nhân quyền như thế này. Và đây chắc chắn sẽ là điều được chúng tôi cân nhắc nếu phiên xử phúc thẩm của các nhà hoạt động công giáo không tuân theo các tiêu chuẩn nhân quyền của quốc tế mà Việt Nam đã ký tên cam kết. Nhóm các nhà hoạt động trẻ đa số thuộc dòng Chúa Cứu Thế bị bắt vì các hoạt động bao gồm viết blog thể hiện quan điểm chỉ trích nhà nước, tham gia vào kêu gọi phản kháng ôn hòa. Các tổ chức nhân quyền nói các hoạt động này là những gì Việt Nam đã cam kết bảo vệ và phát huy với tư cách là nước thành viên của Công ước Quốc tế về quyền chính trị và dân sự của công dân. Vì vậy, Hà Nội không thể xem đó là các tội hình sự để trừng phạt. Ngay sau phiên sơ thẩm hôm 9 tháng Giêng vừa qua, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã lên tiếng bày tỏ quan ngại trước các bản án tổng cộng hơn 80 năm tù giam của 14 thanh niên công giáo vì các hoạt động thực thi quyền tự do bày tỏ quan điểm của công dân. Ba blogger bị bắt vì phổ biến tuyên ngôn quốc tế nhân quyền tại Nha Trang hôm 21 tháng 5. Blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Nguyễn Tiến Nam và Phạm Văn Hải bị Công an tỉnh Khánh Hòa bắt giữ tại quảng trường 2 tháng 4 khi đang phân phát cho những người đi đường các bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền và những quả bóng bay có in dòng chữ quyền con người phải được tôn trọng. Trong cuộc trao đổi với VOA Việt ngữ sau khi được thả từ đồn công an, Nguyễn Tiến Nam cho biết nội dung an ninh làm việc với anh. Tôi bị giam giữ ở Công an tỉnh Khánh Hòa trong thời hạn là 24 tiếng tất cả. Và họ xoay quanh vấn đề là tại sao chúng tôi đi phát bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền đó. Đầu tiên họ nói là tài liệu phản động, nhưng mà sau họ lại rút lại cái ý kiến đó. Họ nói rằng cái tài liệu lại là khi được phân phát là chưa được phép của nhà nước. Nhưng mà chúng tôi trả lời rằng đi tuyên truyền về quyền con người, pháp luật Việt Nam không cấm, chúng tôi không vi phạm bất kỳ một điều gì cả. Họ muốn chúng tôi là nhận là chúng tôi đi phát cái bản tuyên ngôn đó là sai trái lương sợ pháp luật. Vụ bắt giữ những người phân phát tuyên ngôn quốc tế nhân quyền ở Nha Trang diễn ra sau khi buổi dã ngoại nhân quyền ôn hòa hôm 5 tháng 5 tại Sài Gòn bị trấn dẹp bằng võ lực với một số người bị hành hung và bị áp giải về đồn công an, khiến cho giới cổ súy nhân quyền cho rằng nhà nước Việt Nam không muốn người dân được hiểu về quyền con người của họ.
và không muốn người dân được quyền tự do tìm hiểu các luồng thông tin khác nhau, các quyền con người cơ bản mà được họ đã ký kết với quốc tế và cam kết sẽ thực hiện những quyền con người căn bản đó. Các hoạt động phổ biến kiến thức về quyền con người bị chính quyền ngăn cản giữa lúc Việt Nam đang vận động giành một ghế trong Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc nhiệm kỳ 2014-2016. Các nhà khoa học Estonia đến Việt Nam tìm hiểu tác động của chất dioxin. Trường Đại học Tartu của Estonia sắp gửi một nhóm các nhà khoa học tới Việt Nam để nghiên cứu ảnh hưởng của dioxin, một thành phần trong chất da cam, đối với con người. Dự án nhắm mục đích tìm ra mối liên hệ giữa chất dioxin trong môi trường và những người bị bệnh tật. Chất da cam được quân đội Mỹ dùng trong cuộc chiến Việt Nam trong giai đoạn từ năm 1961 cho tới năm 71. Dioxin trong chất da cam ngấm vào đất và kể từ đó đã khiến hơn 3 triệu người Việt Nam bị tàn phế hoặc dị tật. Hội chữ thập đỏ Việt Nam lo ngại rằng ảnh hưởng độc hại của dioxin đã truyền sang những trẻ em thuộc thế hệ thứ 3 sinh sau chiến tranh. Philippines tăng cường quân sự bảo vệ lãnh hải ở Biển Đông. Tổng thống Philippines hôm 21 tháng 5 loan báo là sẽ chi 1,8 tỷ đô la để nâng cấp quân sự giúp bảo vệ lãnh hải quốc gia trước những sự bắt nạt, theo lời ông mô tả. Ông Benigno Aquino cho biết là tới năm 2017, Philippines sẽ có thêm 2 tàu hộ vệ, 2 trực thăng có khả năng chống tàu ngầm, 3 tàu vận tốc cao sử dụng cho hoạt động tuần duyên và 8 xe tác chiến thủy bộ xung kích. Loan báo được đưa ra cùng ngày Manila trao công hàm phản đối Bắc Kinh vì sự hiện diện phi pháp và khiêu khích của một tàu chiến và 2 tàu khác của Trung Quốc tại bãi cạn Second Thomas, còn gọi là Ayongjin, ở Biển Đông mà Philippines tuyên bố chủ quyền. Đáp lại, Trung Quốc nói khu vực này là một phần trong quần đảo Trường Sa mà Bắc Kinh có chủ quyền không thể tranh cãi và các tàu công vụ của Trung Quốc được quyền tuần tra ở đó. Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Trung Quốc ông Hồng Lỗi ngày 22 tháng 5 kêu gọi các nước liên quan thực thi đầy đủ và nghiêm túc tuyên bố ứng xử của các bên ở Biển Đông và kiềm chế những hành động có thể làm tổn hại hòa bình, ổn định khu vực. Đầu tháng này, Philippines đã cảnh cáo Trung Quốc chớ xâm phạm lãnh hải nước họ sau khi truyền thông Trung Quốc loan tin đã cho 30 tàu cá xuất phát từ đảo Hải Nam tới đánh bắt ở khu vực quần đảo Trường Sa trong vòng 40 ngày. Việt Nam cũng đã lên tiếng phản đối việc này. Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Việt Nam Lương Thanh Nghị nói Việt Nam khẳng định chủ quyền đối với quần đảo Trường Sa. Mọi hoạt động của các bên ở khu vực mà không được sự chấp thuận của Việt Nam là vi phạm chủ quyền của Việt Nam. Nghệ sĩ và là nhà hoạt động bất đồng chính kiến Trung Quốc Ngải Vị Vị vừa phát hành một video nhạc rock châm chọc mới, tái tạo những hình ảnh của 81 ngày ông bị công an chìm giam giữ. Đoạn video dài 5 phút được phổ biến trên Internet gồm toàn những hình ảnh và biểu tượng thô tục mà có phần chắc sẽ gây bất bình trong giới lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc, vốn miệt thị người nghệ sĩ bất đồng chính kiến này. Đoạn video mô tả hình ảnh ông bị công an thẩm vấn trong khi hai tay bị còng và đầu bị trùm một cái mũ đen trong phòng giam mà ông nói là giống y hệt nơi ông từng bị nhốt trong lúc bị bắt giữ năm 2011. Ông Ngãi cho biết ông sáng tác bản nhạc này như là một cách để chữa những vết thương mà ông đã gánh chịu trong khi bị giam giữ vì cáo buộc tội trốn thuế. Hành động mà ông nói thực ra là một sự trừng phạt đối với những hoạt động tranh đấu của ông. Ông tặng bản nhạc này cho những người bất đồng chính kiến Trung Quốc cùng cảnh ngộ. Một nhà lập pháp hàng đầu của Hoa Kỳ lâu nay vẫn chỉ trích cựu chế độ quân nhân ở Miến Điện, vừa tuyên bố sẵn sàng chấm dứt các biện pháp chế tài chủ yếu đối với quốc gia Đông Nam Á đang cải cách, mặc dù những lo ngại về nhân quyền tiếp tục kéo dài. Trưởng khối Cộng hòa tại Thượng viện, ông Mitch McConnell, đã đưa ra các nhận định hôm 21 tháng 5 sau khi họp với Tổng thống Miến Điện Thanh Sen, nguyên thủ quốc gia của Miến đầu tiên tới thăm Tòa Bạch Ốc sau gần 50 năm. Thượng nghị sĩ McConnell nói ông sẽ không ủng hộ việc triển hạn lệnh cấm nhập khẩu từ Miến của Hạ viện Mỹ. Ông McConnell nói làm như vậy chẳng khác nào khuyến khích những ai muốn trì hoãn hoặc đảo ngược tiến trình đổi mới của Miến Điện. Chính phủ dân sự Miến Điện lên cầm quyền năm 2011 và từ đó đã thực hiện hàng loạt cải cách nhanh chóng về kinh tế và chính trị. Đáp lại, Washington đã tạm đình chỉ các lệnh trừng phạt kinh tế đối với Miến, trong đó có lệnh cấm nhập khẩu. Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin VOA Express của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày 23 tháng 5, 2013. Mời quý vị đón xem chương trình truyền hình vệ tinh của VOA trên Iowa Asia Satellite phát sóng lúc 7 giờ sáng Việt Nam, được chiếu lại lúc 6 giờ rưỡi chiều cùng ngày và 4 giờ sáng hôm sau. Phần tin tức thời sự lúc 7 giờ sáng được tiếp nối bằng chương trình dạy tiếng Anh. Tin tức và các chương trình radio, video của đài VOA
có trên trang nhà voatiengviet.com, kênh YouTube VOA Tiếng Việt Video và trang Facebook VOA Tiếng Việt. Trà My hẹn gặp lại quý vị trong bản tin ngày mai.